M14M19 hải quan chính ngạch. Xe này cửa hàng đang dọn phong cách 202 nha các bạn ơi. Màu bạc. Nếu mà khách không thích màu này thì cửa hàng có thể hỗ trợ đổi màu khác, đời khác cho các bạn hoàn toàn miễn phí nha. Xe này các bạn góp thì chỉ cần trả trước 70% giá trị xe, còn lại 30% là góp trong 6 tháng. Nếu mà hiện tại khách đang ngại tình hình dịch bệnh căng thẳng thì cửa hàng có thể hỗ trợ giao xe tận nơi cho các bạn luôn nha. Nếu mà mình đủ sự tín nhiệm thì mình chỉ cần chốt xe, cửa hàng căn chỉnh chọn theo ý các bạn, xong rồi giao xe lên tận nơi cho các bạn luôn. Để vừa đảm bảo được sức khỏe mà vừa thỏa mãn được cái đam mê. Rồi để thử máy xe cho các bạn nghe nha. Xem xe trực tiếp tại cửa hàng số 40 đường Ngô Sĩ Liên, phường Hương Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, HK Team Cần Thơ. Rồi Yến cảm ơn các bạn đã xem clip nha.